Làm như thế nào mà từ một cô gái không biết sử dụng máy tính, không biết sử dụng công cụ đã rất rất là thành công trong việc kinh doanh online? Hãy cùng Hưng đi gặp cô gái tuyệt vời này nha. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Hưng Hình ngày hôm nay. Hôm nay Hưng muốn giới thiệu cho các bạn một người rất là đặc biệt. Cô ấy từ một người không biết sử dụng máy tính, không biết sử dụng công cụ nhưng đã rất là thành công trong công việc kinh doanh online. Và cô ấy là ai? Thì ngay bây giờ đây Hưng sẽ mời cô ấy lên giới thiệu cho các bạn nhé. Xin mời Ngọc Anh sẽ giới thiệu đôi điều về bản thân mình cũng như là công việc hiện tại mình đang làm. Xin mời Ngọc Anh nhé. Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Tôi là Ngọc Anh và hiện tại tôi đang kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp. Và cái ngành nghề của tôi các bạn có thể nhìn thấy đằng sau. Thế là tôi đang bán về ngành hàng thời trang trẻ em. Tôi đã giúp trong quá trình 10 năm vừa rồi, tôi đã giúp rất nhiều các chị em bán hàng, mở shop và đưa các sản phẩm về thời trang trẻ em đến tay người tiêu dùng. Và đặc biệt trong thời gian vừa rồi tôi có huấn luyện và đào tạo rất nhiều bạn cộng tác viên trên mạng online nữa. Đấy, thông qua các kênh như Zalo, TikTok và YouTube. Và đặc biệt là nếu mà những bạn nào đang xem trên các nền tảng như TikTok, các bạn sẽ thấy tôi xuất hiện rất là nhiều, hướng dẫn các bạn rất là nhiều trên TikTok. À vâng, có một câu hỏi rất là hay như thế này nè. Từ nãy giờ Hưng thấy Ngọc Anh nhắc rất là nhiều tới TikTok. Thì và Hưng cũng biết được một điều rằng là Ngọc Anh xuất hiện rất là thường xuyên trên đấy, và đặc biệt là cái thời gian live stream, thường xuyên live stream ở trên đấy Hưng thấy rất là nhiều. Vậy thì cơ duyên nào đã khiến cho Ngọc Anh là đến với lại TikTok? Cái cơ duyên này nó cũng là một trong những cái cơ duyên mà mình muốn nói đến với mọi người. Cái câu chuyện là các bạn biết ở Ninh Hiệp là khá là nổi tiếng trong cái ngành thời trang. Nó được mệnh danh là một cái chợ đầu mối to nhất là một cái chợ đầu mối to nhất không những về miền Bắc mà là to nhất toàn Việt Nam luôn hiện tại thời điểm này. Thì đương nhiên khi mà chúng tôi mở cửa hàng ra, các bạn thể thấy là gần như là không cần đi đâu cả, khách cứ đến. Và cái thời điểm mà trước đó, cái thời điểm trước khi mà dịch đến ấy, thì gần như là chúng tôi bán hàng, chúng tôi không cần phải lo nghĩ gì đến khách hàng cả. Khách hàng cứ đến, và thậm chí là bán không xuể, bán không 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 có cả thời gian để có tiếp khách nào nữa. Chúng tôi không có thời gian để còn đóng hàng cho khách nữa. Thì đấy là những cái mà offline, hiện tại trước đấy offline mang lại. Và tôi thấy là tất cả mọi người trong Ninh Hiệp đều làm như vậy, nên chúng tôi cũng làm vậy, không có gì cả, không không có lo lắng một kinh nào cả. Nên khi mà mọi người nói đến chuyện online thì tôi bảo không quan trọng. Thì sau đó khi mà dịch đến, khách hàng của tôi thì vẫn, tôi nó bị ngưng động lại một thời gian, và tôi bắt đầu tôi suy nghĩ là tại sao trên online, tôi nhìn thấy là trên online, trên rất nhiều các nền tảng họ vẫn bán hàng rất là nhiều. Và bắt đầu là tôi đi học và tôi tìm đến thầy Phạm Thành Long, và tôi có một cái, tôi được học một cái tư duy là về mảng online, kinh doanh online như thế nào, cách làm thế nào về mảng online. Và khi đó thì thầy có nhắc đến cái từ TikTok. Thì trong thời điểm đó, do tôi là một cái người mà từ xưa đến nay mình không dùng đến nhiều công cụ về online, thì mình thấy là online ok, tôi lên online. Nhưng mà lúc thời điểm đó thì cái việc mà lên TikTok thì lại là dễ dàng nhất đối với tôi hiện thời điểm đó. Nó thực sự là dễ dàng nhất thời điểm đấy. Và cái nào, tôi được học một cái tư duy là cái nào dễ nhất thì làm trước. Thế là tôi cứ làm TikTok. Và khi nghe đến thời điểm đấy, song song các kênh khác tôi vẫn đang làm. Từ Zalo, YouTube hay là Facebook tôi vẫn đang làm. Nhưng mà với thời điểm đấy tôi thấy là TikTok là dễ dàng nhất đối với tôi. Thế là tôi cứ làm thôi. Và tôi đang, hiện tại tôi rất là thành công trên TikTok là vì vậy. À hay quá. Có nghĩa là lúc cái thời điểm đấy là Ngọc Anh thấy được rằng là TikTok rất là dễ làm. Chúng ta chỉ cần quay những cái video ngắn như vậy là chúng ta đăng lên đúng không? À có nghĩa đúng là rồi. Nó dễ làm cho nên chúng ta xuất hiện. Bên cạnh đó thì cái việc dịch bệnh nó hạn chế cái việc mình tiếp cận với lại khách hàng. Hay quá, thế là một cái từ khóa TikTok thì bạn ấy đã lên TikTok. À, vậy thì khi mình có một cái cơ duyên như vậy rồi thì còn cái quyết định nào nữa không? Cái lý do tại sao mình quyết định là mình lên TikTok? Lúc đầu mình có nghĩ là mình đi tìm khách hàng ở trên đấy hay không, hay là mình chỉ làm cho vui thôi, hay là mình chỉ làm để cho nó ai cũng lên TikTok thì mình cũng lên, hay là có một cái lý do nào khác không? Ngọc Anh có thể chia sẻ với khán giả ngày hôm nay. Khi mà lên TikTok, đương nhiên là lên TikTok như các bạn nghĩ thì cứ là trước đây tôi cũng nghĩ rất là giống nhiều nhiều các bạn ấy, thì các nền tảng xã hội nó chỉ là để giải trí thôi ấy. Nhưng mà sau khi mà đi học về thì tôi biết là không phải cái gì mình làm đều là mang tính giải trí cả. Và tất cả trên các nền tảng đều có khách hàng của mình trên nó. Và khi mà mình làm ra ấy, không phải là mình có làm có một kênh đâu,
Mình làm tận 3 kênh và test nó khác nhau, một kênh giải trí, một kênh về khách bán lẻ và một kênh về khách bán buôn, là cái kênh hiện tại to nhất hiện nay của mình. Thì tất cả các kênh đó mình đều test, mục đích vì mình là người làm kinh doanh mà, mình là người làm kinh doanh mà các bạn, nên đâm ra khi mà mình làm cái gì nó đều phải có mục tiêu. Mục tiêu của mình không phải là để giải trí mà mục tiêu của mình là để là kiếm tiền. Vì vậy mình biết là tất cả các nền tảng xã hội, khách hàng của mình đều trên đó cả, nên khi mà mình làm ấy, đều có mục đích. Và bắt đầu khi mà mình làm tất cả các nền tảng ba kênh đó, thì một kênh là về giải trí thì đương nhiên là cái mặt mình nó không không hợp để giải trí rồi, thì nó bị xẹp. Còn hai kênh kia đưa đi đến thẳng mục tiêu khách hàng, thì một kênh về bán lẻ và một kênh về bán buôn, thì cả hai kênh nó đã bắt đầu có. Khi mà mình làm xong ấy, mình làm và mình đưa vào hai đối tượng khách hàng khác nhau, thì cả hai kênh đấy nó đều có cho mình kết quả và hồi đáp của khách hàng. Và ở dưới những cái dòng comment ở dưới thì bắt đầu có những người hỏi, bên lẻ thì họ hỏi là lấy cái quần cái áo này ở đâu, chị có bán không, bán cho em với, có size này size này size kia cho bé phù hợp không. Còn bên bán buôn thì họ hỏi là chị bán hàng ở đâu, có cửa hàng không hay cửa hàng chỗ nào. Thì khi mà mình bắt đầu mình làm và có dấu hiệu như thế rồi thì mình mới đẩy mạnh, à mình đang đi đúng đường rồi, mình đang đẩy mạnh, mình lại đẩy tiếp mạnh các kênh của mình lên, đẩy tiếp tục. Đặc biệt là mình đối tượng khách hàng của mình ấy, là khách hàng mua về để bán lại chứ không phải là khách hàng trực tiếp người tiêu dùng, nên đấy là lý do tại sao mình đẩy mạnh cái kênh bên này lên vậy. Và trong trong quá trình làm ấy, thì mình đã kéo được rất là nhiều khách về, và đặc biệt là mình đã giúp đỡ rất nhiều bạn đang gặp trục trặc trong cái vấn đề về kinh doanh ấy. Ví dụ như xử lý hàng tồn, ví dụ như bày hàng như thế nào, thì trong cái quá trình đấy thì mình đã giúp được các bạn ấy rất là nhiều, và các bạn trực tiếp hỏi mình, và thậm chí có những bạn còn tìm xin hẹn đến tại cửa hàng để xin mình tư vấn luôn tại thời điểm đó luôn. Thì đấy là những cái mà mình hiểu là TikTok đang giúp đỡ rất cho mình được rất là nhiều trên đó, trên các nền tảng đó. Vâng, cảm ơn chia sẻ cùng anh. Có nghĩa là Ngọc Anh cũng đã kinh doanh, trước đó là kinh doanh offline, sau đó là lên các nền tảng xã hội. Khi mà kinh doanh offline bị ngưng lại, bị gián đoạn bởi dịch bệnh, thì mình chọn là kinh doanh online, xuất hiện ở trên YouTube. Hưng thấy được rằng là Ngọc Anh cũng đã xuất hiện rất là nhiều trên YouTube, trên Facebook và bây giờ là kênh TikTok nữa, rất là nhiều mạng xã hội như vậy. Và chắc chắn là cũng là tham gia rất là nhiều khóa học. Hồi nãy Hưng thấy được rằng là Ngọc Anh có nhắc tới thầy Phạm Thành Long. Và có một cái lý do Hưng hỏi, Ngọc Anh cũng đã từng tham gia cái lớp học TikTok của Hưng rồi. Thì cho Hưng hỏi là khi mình đã tham gia quá nhiều cái khóa học cũng như là lên trên trên mạng xã hội như vậy rồi, có trải nghiệm rồi, vậy thì lý do tại sao Ngọc Anh lại chọn cái khóa học TikTok của Hưng để tiếp tục tham gia, thì Ngọc Anh có thể chia sẻ lại cho khán giả ngày hôm nay được không ạ? Thì có một điều như thế này nữa là trong cái quá trình mình làm ấy, nó có một cái vấn đề là vì mình làm khi mà bắt đầu thời điểm đó mình làm ấy, thì lúc mà thời điểm bắt đầu cái thời điểm đó là TikTok nó đang rất là mới ở Việt Nam. Thì có một cái là mình làm theo kiểu là đúng là kiểu mình mày mò ấy, và chỉ nghe cái từ khóa của thầy là làm, và những cái từ khóa của thầy thì trong cái quá trình mình làm thì mình làm theo kiểu một cái bản năng, và mình mày mò rất là nhiều và nó tốn rất là nhiều thời gian. Và khi mà kênh của mình đã lên ấy, kênh của mình tất cả các kênh nó đều lên ấy, thì nó có bị độ chững lại. Nó chững lại thì mình bảo là mình mới hỏi anh Hưng, lúc đấy là hai anh em đã từng học với nhau, thì mình có nói với anh Hưng là anh Hưng ơi, tại sao kênh của em đang thời điểm này nó chững lại. Thì cái đương nhiên là kênh chững lại thì cái lượng khách nó bắt đầu đi xuống, kênh chững lại lượng khách bắt đầu đi xuống. Và mình có hỏi thì khi mà anh Hưng anh có tư vấn một cái từ khóa, một cái key thôi, là em làm phải đúng vào là hướng dẫn này, cái tiêu đề của em nó phải là hướng dẫn này, hay là giúp ai đó một cái gì này, đưa thẳng vào giải pháp chứ đừng có giới thiệu lung tung nữa, thì kênh của em nó sẽ làm lại được. Thì chỉ cần như thế thôi thì bắt đầu cái kênh của mình nó lại quay lại từ đầu, nó lại quay lại, nó phát triển lại. Thì lúc đấy mình thấy là anh Hưng là cái người mà dẫn dắt mình rất là tốt, thế là mình mới bảo thế thì cho em tham gia vào khóa học như thế với anh để cho em có một cái nền móng hơn. Để cái sâu chuỗi cái kiến thức của em lại, hoàn toàn kiến thức lại, kể cả cái kiến thức mà anh ấy dạy là cái kiến thức mà nó bài bản hơn, cộng với cả cái việc mà cái những cái gì mình làm nó sẽ sâu chuỗi lại để nó xây cho kênh của mình nó được vững hơn và nó có một cái lộ trình phát triển tốt hơn nữa. Thì đó là lý do tại sao mình tham gia vào với cái kênh của anh Hưng. Và sau khi mà kênh của mình trước đấy, trước khi gặp anh Hưng ấy, thì kênh của mình đã có một lượng sắp mấy chục rồi, mấy chục nghìn rồi, nhưng mà sau đó nó bị chững lại, nó bị tụt dốc lại, nó bị hạ lượt view. Thì khi mà quay lại lớp của anh Hưng ấy, thì cái kênh của mình đã lên hơn 100.000 subscriber. Và cái kênh đó nó như thế này các bạn,
Và cái mà mình còn một cái hay nữa là khi mà mình có cái vấn đề gì về cái nội dung ấy, mình chỉ cần hỏi anh Hưng thì anh Hưng đã giúp mình giải đáp và anh Hưng chỉ cho mình một cái từ khóa, thế là mình cứ tiếp tục mình làm và nó lên được như vậy, nó lên được rất là nhiều. Và thậm chí là hiện tại mình còn hỗ trợ các bạn bên cộng tác viên của mình hướng dẫn các bạn đi làm cái TikTok luôn về cái mảng thời trang này nữa. À hay quá, có nghĩa là khi mà họ, cộng tác viên mà đến với là Ngọc Anh, ngoài cái việc mà Ngọc Anh cung cấp sản phẩm cho họ thì có phải là Ngọc Anh còn đào tạo cho họ về bán hàng, về kinh doanh online, có nghĩa là những cái gì mà như là công cụ họ không biết thì Ngọc Anh có chỉ luôn không? Có chỉ luôn không? Ngọc Anh có thể chia sẻ thêm về cái điều đấy. Tất cả những các bạn mà cộng tác viên đến với em ấy, thì các bạn cộng tác viên đến với em thì em có nói với các bạn là em những cái gì mà em đang làm ấy, thì em hướng dẫn hết các bạn những cái gì mà công cụ em đang làm hiện tại, ví dụ như TikTok này, Zalo này, fanpage có, hoặc là ngay cả YouTube em cũng hướng dẫn hết các bạn. YouTube em cũng có 2 kênh, TikTok em cũng có 2 kênh, thậm chí là bây giờ đang ba và 4 kênh cơ. Fanpage thì nhiều vô khối, thì đấy là những cái công cụ bản thân em không giấu cái gì cả. Em chỉ mong các bạn là các bạn có thể dựa trên các công cụ đấy để các bạn có thể làm được và kiếm được tiền bằng cái công cụ đấy. Khi mà mình hướng dẫn các bạn hết tất cả các công cụ như thế thì các bạn tự tin, các bạn làm để các bạn kiếm được tiền. Và thực ra là khi mà mình làm rồi thì mình mới hướng dẫn được các bạn như vậy. Còn nếu mà mình là một cái người mà chưa bao giờ làm ấy thì mình không thể hướng dẫn được các bạn như thế. Em xây TikTok như thế nào thì em cũng hướng dẫn các bạn ý làm như vậy. Và em có nói với các bạn ý, là với cái nền tảng hiện tại TikTok là đang một là một cái nền tảng xanh, vì vậy mà nó rất là dễ làm, chỉ cần một cái điện thoại quay đơn giản thôi. Như trước đây em đã từng làm như vậy, thậm chí là trước đây em còn không biết dùng CapCut, em chỉ dùng bằng đúng 15 giây, đúng 15 giây ở trên TikTok thôi, cứ đúng 15 giây quay, đúng 15 giây hẹn giờ. Thì những cái đấy em đều dạy cho các bạn hết, em không giấu các bạn đi một cái gì cả, chẳng qua là các bạn ấy có làm hay không. Và thực sự là các bạn khi mà các bạn lên online, có rất nhiều bạn nói với em là em lên online, em trước đây em nghĩ là em sẽ mở cửa hàng, nhưng mà sau khi mà qua cái những buổi hướng dẫn của chị thì em thấy là cái cửa hàng thì em sẽ mở, nhưng mà với thời điểm này thực từ từ, nhưng mà em không nghĩ là lên trên online lại kiếm được tiền như vậy. Trước đây em nghĩ là chỉ có mở cửa hàng ra mới kiếm được tiền, nhưng mà sau khi mà qua lớp học của chị Ngọc Anh rồi, qua những cái buổi hướng dẫn, không nhất thiết là không không phải nói là buổi lớp học đâu, mà chỉ là những cái buổi hướng dẫn chị em chia sẻ với nhau ấy, thì đã kiếm được tiền trên online. Và các bạn ý thông qua những cái kênh online như vậy thì các bạn ý lấy được sản phẩm của bên em, xong rồi các bạn đẩy hàng đi rất là mạnh. Đấy là những Có cái nghĩa mà là họ chỉ em cần dạy. khao khát tìm kiếm một công việc kinh doanh thôi thì Đúng em có thể giúp cho họ, không cần phải vốn nhiều đúng không, chỉ cần khao khát một công việc rồi. kinh doanh vốn ít thôi thì em sẽ cung cấp sản phẩm và chỉ cho đào tạo cho người ta bán hàng luôn. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Hưng thấy được là trong cái thời gian này, nếu mà mọi người mà đang có một cái gọi là cái sự chững lại trong công việc, hoặc là chưa có một công việc ổn định, thì có thể là kết nối với lại chị Ngọc Anh ở đây. Nếu Ngọc Anh ở đây có thể giúp cho các bạn có một cái sản phẩm, bên cạnh đó là có luôn cái công cụ để đi bán sản phẩm đấy luôn, thì đó là một cái điều quá tuyệt vời trong cái thời gian này đúng không ạ? Và còn một câu hỏi cuối cùng nữa Hưng xin hỏi Ngọc Anh là như thế này. Thì Ngọc Anh có cái đôi lời gì đó muốn nhắn gửi cho những khán giả xem kênh của Hưng ngày hôm nay, khi Ngọc Anh là một người đã quá thành công ở trong cái công việc kinh doanh online nói chung và cái việc ở trên kênh TikTok nói riêng, thì không biết được rằng là Ngọc Anh có một cái chia sẻ nào đó để dành cho các bạn ngày hôm nay. Với những cái kinh nghiệm hiện tại và với những cái gì mà mình đã làm ấy đấy, và những cái gì mà mình đã học lại, thì mình cũng của các bạn ấy là thực sự là nếu mà các bạn thực sự nếu mà muốn kiếm được tiền trên online thì không khó đâu các bạn, nó không khó như các bạn nghĩ đâu. Cũng như trước đây tôi đã từng nghĩ, nhưng mà thực sự khi mà chúng ta làm và làm với cái sự đam mê và cái làm với cái sự nhiệt huyết và sự mong muốn thực sự tận đáy thì không khó như các bạn nghĩ đâu. Nó rất là dễ dàng, nó rất là dễ dàng, chỉ có điều là các bạn có làm hay không, các bạn làm đến đâu thôi. Có những bạn khi mà các bạn làm, em cũng chia sẻ với rất nhiều bạn cộng tác viên của em vậy, nếu mà các bạn làm, các bạn nghĩ xem cái đứa mà ngày xưa chúng ta đi học ấy, chúng ta đi học ở trong một cái lớp 40 người ấy, từ bé đến lớn ấy, thì có phải là những cái đứa mà được học sinh giỏi là những đứa mà nó làm nhiều nhất đâu, làm nhiều bài tập nhiều nhất đâu. Còn những đứa mà học sinh kém hay học sinh trung bình ấy, thì có phải là những đứa đấy là những đứa không làm bài tập không? Thì nếu mà đấy chính là cái kết quả mà chính là cái kết quả sự thật mà của những cái người mà người ta làm nhiều cũng vậy. Chúng ta muốn kiếm được tiền thì chúng ta phải làm, phải làm, phải làm. Như các bạn trước đây, các bạn như tôi trước đây khi mà tôi làm ấy,
tôi không có anh Hưng, tôi không có những cái kiến thức chỉ dẫn dẫn dắt như kiểu logic như kiểu anh Hưng anh đưa kiến thức cho mọi người, nó làm rất là dễ. Tôi xây kênh nó khoảng 3 tháng, 5 tháng, thậm chí hàng một năm nó mới lên được kênh như thế. Nhưng mà qua những cái lời dẫn dắt của anh Hưng ấy, thì nó có những bạn chỉ cần 2 tuần đã lên được kênh rồi, có những bạn một tháng đã lên được kênh, 2 tháng lâu lắm thì 2 tháng đã lên được kênh rồi. Miễn là các bạn phải làm thôi, các bạn phải làm thì nó sẽ lên được kênh. Còn những cái kiến thức của anh Hưng thì tôi mong muốn là ngày xưa ấy, các bạn biết là ngày xưa khi mà bắt đầu vào kênh mình bảo là ước gì ngày xưa mình có cái kiểu dẫn dắt như kiểu của anh Hưng ấy thì mình đã đỡ mất thời gian và đỡ mất tiền hơn rất là nhiều. Bạn nghĩ xem một ngày một giờ của tôi mất bao nhiêu tiền, mà khi mà tôi cứ mày mò tôi làm kênh như vậy nó mất phải đến 5 tháng nó mới lên được kênh. Và đến cái việc mà duy trì kênh như vậy đến như thời điểm hiện nay ấy, thì đấy là một cái quá trình mà mình gần như là mình phải làm rất là nhiều. Thì đấy là khi mà các bạn bây giờ hiện tại các bạn đang có một cái, các bạn đang có một cái gọi là cái cục đá tảng rất là lớn như anh Hưng, thì không lý do thì các bạn không thể thành công được. Chủ yếu là các bạn có làm hay không thôi. Các bạn làm là các bạn sẽ thành công, các bạn làm sẽ ổn, các bạn phải làm thì nó mới thành công được. Còn như tôi trước đây á, vì mình đã là người kinh doanh rồi, còn có những bạn là cộng tác viên của em còn chưa kinh doanh, nhưng mà các bạn cứ làm đi, không được không thành, kiểu gì các bạn cũng học được một bài học nào đấy về cái quá trình làm việc của bản thân mình. À, có nghĩa Ví là chúng ta cứ làm thôi, bắt tay vô làm. Bắt tay vô làm là cái dụ điều, bắt tay vô làm là cái điều Ngọc Anh cũng đã làm và đã được thành công. Từ một người không biết công cụ gì cả thì mình cứ bắt tay vô mình làm hoài thì mình cũng sẽ quen. Quen thì mình hoàn thành hết công cụ này thì mình làm công cụ khác. Cuối cùng chắc chắn cũng sẽ đạt được kết quả như ngày hôm nay thôi, đúng không? Thì đó là một lời nhắn nhủ rất là tuyệt vời, và Hưng cũng muốn chia sẻ với các bạn xem kênh của Hưng rằng kể cả cái việc mà mình đang quay video ở đây cũng vậy thôi, ngày nào Hưng cũng phải làm và Ngọc Anh cũng vậy, cứ quay video cứ làm thì tự nhiên mình cũng sẽ nói tốt hơn, mình cũng sẽ giỏi hơn thôi. Không cần phải sợ sệt trước ống kính gì cả. Chúng ta sợ chúng ta cần phải sự hoàn hảo gì đấy thì đôi khi là chúng ta sẽ không hành động, nhưng chúng ta cứ hành động, ngày nào cũng làm, ngày nào cũng làm thì chắc chắn. Cái việc bán hàng cũng vậy, ngày nào mình cũng phải đi bán hàng thì mình sẽ kiếm được tiền, ngày nào mình làm video thì mình sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, và từ đó mình cũng sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn trong cuộc sống này. Cảm ơn cái chia sẻ rất là tuyệt vời của Ngọc Anh ngày hôm nay. Hy vọng rằng chia sẻ cùng anh sẽ giúp cho các bạn có được một cái cảm hứng gì đó để các bạn có thể từ một người không biết công cụ, từ một người không giỏi về công cụ, không biết gì về máy tính, các bạn cũng có thể lên kinh doanh online, bán hàng và kiếm được tiền và giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Cảm ơn Ngọc Anh cũng như là tất cả các bạn đã xem kênh. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này có hữu ích thì các bạn hãy cho Hưng một like nha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.